Cơi không vào. Vừa rồi thì thủ thành Thanh Tuấn đã cứu thua cho các cầu thủ đội khách. Pha phản công rất hay của đội chủ nhà Cần Thơ. Rất đáng tiếc là bàn thắng đã chưa đến với họ. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đó chính là ông Trần Minh Chiến. Chu Văn Kiên nguy hiểm, đánh đầu không được. Và tấn công rất có nét của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Cầu thủ vừa có tình huống đánh đầu vừa rồi đó là Đinh Tiến Phong. Giải hôm nay thì Đinh Tiến Phong chưa có bàn thắng nào rất đẹp từ tình huống các pha trực tiếp ở ngoài vòng cấm. Rồi. Rồi thì có vẻ như Văn An đã phạm lỗi với thủ thành Thanh Tuấn bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Thanh Tuấn đang tỏ ra rất đau. Chiến thắng duy nhất của Cần Thơ cho tới thời điểm hiện tại đó là chiến thắng trước câu lạc bộ Phố Hiến ở vòng 4. Cơ hội dứt điểm. Và dứt điểm vừa rồi là của Chu Văn Kiên. May mắn đã thuộc về Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ hội có thể nói là rõ ràng nhất của cuối cùng Cần Thơ của hiệp thi đấu đầu tiên. Thì từ pha đá phạt trực tiếp bên phía cánh phải của Phan Thanh Hưng, Mạnh Duy đã có một pha đánh đầu rất hay nhưng bóng lại dội cột dọc một cách rất đáng tiếc. Đó là những lỗi của Hoài Nam. Vừa rồi là pha chạm bóng của Hữu Thụ. Pha tấn công có thể nói rất có nét của cao thủ Cần Thơ. Suýt chút nữa thì họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Thủ thành Thanh Tuấn bên phía Bà Rịa Vũng Tàu đang bị đau. Mùa giải năm nay thì tiền đạo Thanh Thụ, tiền đạo Hữu Thụ của câu lạc bộ Cần Thơ cũng đã có một bàn thắng. Ta cùng xem lại tình huống mà Mạnh Duy đã có một pha căng ngại rất hay. Thứ có vẻ như đã ổn hơn với Cần Thơ. Hoàng Quảng vẫn còn, coi hơi chậm mất rồi. Tưởng chừng như trong thiếu một rồi. Vẫn còn. Văn An dứt điểm không được, rất nguy hiểm. Cơ hội nguy hiểm nhất của Cần Thơ ở hiệp thi đấu thứ hai. Văn An đã có một pha dứt điểm rất hay. Rất may trong tình huống vừa rồi thì Thanh Tuấn. Rồi có lẽ là tình huống đánh đầu của trung vệ Đình Bảo. Hoàng Quảng, cơ hội dành cho câu lạc bộ Vũng Tàu. Rất may là trong tình huống vừa rồi thì Thanh Vũ đã có một pha can thiệp kịp thời cứu nguy cho khung thành của Cần Thơ. Cái tay thừa của Đình Bảo sẽ cần phải có sự nhắc nhở đến từ trọng tài Hà Văn Thức trong tình huống vừa rồi. Chắc chắn là như vậy. Chu Văn Kiên
phải là Hoàng Quang. Rất hay, vẫn là Hoàng Quang. Tạt bóng rất hay. 1-0 cho cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Vẫn là đến từ cái cánh phải của Hoàng Quang. Rõ ràng là Bà Rịa Vũng Tàu là đội bóng xứng đáng hơn có bàn thắng cho tới thời điểm này. Đội trưởng Hoàng Quang đã lên tiếng ở vào bóng vừa rồi. Năm nay đã 34 tuổi nhưng Hoàng Quang vẫn chơi rất sung mãn bên phía hành lang cánh phải của Bà Rịa Vũng Tàu. Một bàn thắng rất hay của đội khách. Ta cùng xem lại phá vỡ 4-2. Đào Quốc Gia đã có một phá phối hợp rất hay đối với Hoàng Nhiều sau khi vào sân và anh đã lập công. Khó khăn tiếp tục đến với đội quân của huấn luyện viên Hữu Đang. Quảng đang chơi khá sung sức. Đánh đầu, không được. Vẫn là tình huống can thiệp đến từ trung vệ Trần Đình Bảo. Dứt điểm từ xa, bóng đi quá nhẹ. Cần Thơ ở mùa giải năm nay không có được một hàng công chất lượng. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho các cầu thủ Vũng Tàu, nó thuộc về số 17 Phù Trung Phong, cầu thủ ghi bàn thắng. Trung Phong, tốc độ của Trung Phong rất khéo, rất khéo, bên trong rất thoáng. 2-0. Hai tiền đạo vào sân thay người đã lập công cho Bà Rịa Vũng Tàu. Và lần này thì Trung Phong và Hoài Nam chính là hai cầu thủ đã phối hợp với nhau có thể nói là rất có nét. 2-0 cho Bà Rịa Vũng Tàu là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Đội hình của Cần Thơ đã dâng lên rất cao. Họ để lộ khoảng trống phía phần sân nhà. Nhưng chúng ta cùng xem lại pha xử lý trước đó của Phú Trung Phong. Cho dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cho tới lúc này chắc chắn Phú Trung Phong chính là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Một bàn thắng và một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Như vậy là cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự thay đổi người thứ tư. Thực sự vừa rồi là một tình huống đá phạt rất không tốt của cao thủ, rất nguy hiểm. Chú Văn Kiên rất thoáng. 3-1 vào không. Bàn thắng thứ hai của Bùi Trung Phong. 3-0 cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Và với một tình huống phản công như vừa rồi thì không có lý do gì thì Đào Trung Phong, Bùi Trung Phong không ghi bàn cả. Toàn bộ đội hình của các cầu thủ Cần Thơ đã dâng lên quá cao và việc họ phải nhận hai bàn thua tiếp theo là một điều có thể nói là dễ hiểu. Bàn thắng thứ tư của Phú Trung Phong ở mùa giải năm nay. Tình huống đá phạt có thể nói là rất kém chất lượng đến từ Quốc Việt bên phía đội chủ nhà. Với một tình huống 3-1 như thế này thì không quá khó để cho Phú Trung Phong nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Mọi chuyện đã chấm hết. Hoài Nam. Hoài Nam có một bàn thắng hết sức dễ dàng đến từ tình huống tạo điều kiện của Trung Phong. Nguy hiểm. Suýt chút nữa thì Ngọc Hùng đã có cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho Bà Rịa Vũng Tàu từ một đường kiến tạo của Phú Trung Phong. Phú Trung Phong vào sân để thi đấu thứ hai và anh đang chơi rất nổi bật. Có 4 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Ở đây đã là phút bù giờ.